Sáng nay, gần 400 đoàn viên huyện Yên Mỹ phối hợp với cán bộ đài truyền thanh cơ sở ra quân tuyên truyền cổ động tại 85 thôn xóm khu phố, các trục đường chính của 17 xã thị trấn trong huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Bằng nhiều hình thức, đoàn viên thông tin đến người dân khi có người thân đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam, các vùng có dịch tạm thời không về tỉnh. Nếu về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm qua trả phí, chấp hành các quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm phòng chống dịch bệnh. Mới đây, ngày 8 tháng 7 năm 2021, Công an huyện Yên Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn nơi đông người xảy ra tại xã Trung Hưng ngày 16 tháng 6 năm 2021 do liên quan đến một cửa hàng cắt tóc trên địa bàn không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.